Vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực đối diện sân vận động Hà Lâm, khiến cho một thanh niên thiệt mạng, hai người bị thương. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân giữa nạn nhân và các đối tượng dẫn đến xô xát xảy ra án mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân tại khu vực đối diện sân vận động Hà Lâm thuộc tổ 1, khu 6, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long xảy ra vụ xô xát hỗn chiến làm một người tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng và Công an thành phố Hạ Long tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả ban đầu xác định được người tử vong là NVH, sinh năm 1994, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long. Hai đối tượng có liên quan tới vụ việc gồm Nguyễn Đức Việt, sinh năm 2002, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1988, trú tại tổ 2, khu 5, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, đã bị lực lượng công an bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân giữa nạn nhân và các đối tượng dẫn đến xô xát xảy ra án mạng. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an thành phố Hạ Long khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hạ Long cũng phát đi thông báo đề nghị người dân trên địa bàn phát hiện thông tin liên quan tới vụ án xảy ra tại phường Hà Lâm, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan chức năng để khẩn trương truy bắt các đối tượng, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.